Vâng, xin chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Romi. Vâng, hôm nay thì tiếp tục cái Pullman 40 của bên mình đã có lại hàng. Thì từ cái đợt đầu năm đến giờ hết cái hàng Pullman 40, hôm nay mới có lại. Thì có lại cái thì được một bác khách lấy liền hai cặp Pullman 40 từ thường và một cặp Pullman 40 từ neo. Thì bên mình đã lên hàng cho bác khách và nhân tiện đây thì quay làm cái clip giới thiệu cụ thể đến quý vị và các bạn, những bác nào chưa biết hoặc bác nào chưa xem thì với cái dòng Pullman 40 mới này, thùng hoàn toàn mới, lưới mới và bát mới, củ chép thì vẫn như vậy, nhưng mà bát này thì nó có cái phần bát nhập khẩu mà cái lời của nó ra rất là tốt và nó lại rất là hay, cái là tiếng bát vẫn đầy đặn và bảng mạch phân tần thì bên mình bắn RTE cho bác khách rồi. Quý vị và các bạn nếu mà có mua cái loa của bên mình cứ thử lấy cái có thiết bị đo tần số cứ lấy ra đo thoải mái ha, gần như là chuẩn 100%, quý vị và các bạn không cần chỉnh gì nhiều, cho vô là hát, cho vô là lượng, rất là hay, tuyệt vời. Hay như thế nào thì chút xíu nữa sẽ test rõ cái chất âm để cho quý vị và các bạn cùng nghe. Đây là cái bảng phân tần, phân tần đều của Ruby, hàng nhập khẩu trực tiếp công ty chính hãng luôn. Bát chép mạch lọc phân tần thì xưa ra rồi, bên mình là đơn vị nhập khẩu những thiết bị như vậy. Về bát chép, về phân tần, rồi là men công suất, các thiết bị âm thanh bên mình đều nhập khẩu về. Nhưng có cái dòng loa này là nhập khẩu hết về và lắp ráp tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thùng này thùng của thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị và các bạn. Đảm bảo quý vị và các bạn sẽ cho ra một cái chất âm ok nhất và hay nhất, không ai không lấy tiền quý vị đâu ạ. Ngay sau đây thì bên mình sẽ ráp lại và sẽ test cụ thể cái chất âm cho quý vị và các bạn. Bát thì xin giới thiệu lại, cái bát thì là bát 40 từ 190, coi 75, củ chép là củ chép 750. Công suất mỗi loa là 550W. Vâng, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nha. Màu xuân, công ca
Vâng, vừa rồi mình đã test cho quý vị và các bạn nghe cái chất âm trên cái cặp loa full đơn 40 này. Quý vị và các bạn có những cảm nhận và đánh giá ra sao xin cứ để lại bình luận phía dưới về cái giá thành của cái cặp loa này. Thì nó là cái hàng tương đối rất là cao cấp, thì bên mình có cái giá cũng hỗ trợ gọi như là rất là tuyệt vời cho quý vị và các bạn thôi. Thì giá cặp này rất là nhẹ nhàng, chỉ có 6 triệu đồng, 6 triệu trên một cặp loa full đơn 40. Ok, mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ hai số điện thoại hiện trên màn hình của điện máy Ruby. Số 16A, đường Cây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.